Các bạn, sau đây cô sẽ cùng các bạn giải bài tập số 7, sẽ qua vật lý lớp 12 trang 45 để bài hỏi như sau. Trong thí nghiệm hình 8.1, tốc độ truyền sóng là 0.5 m/s, cần dung có tần số 40 Hz. Tính khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng S1, S2. Cô cùng các bạn xem lại thí nghiệm hình 8.1 nha. Ở đây, khi cần dung dung thì sẽ tạo ra dao động ở hai bên S1 và S2. Mỗi một nguồn này sẽ tạo ra các đường tròn đồng tâm và lan rộng ra xa. Ở đây cô đã biểu diễn lại đường thẳng nối S1, S2 và tóm tắt lại đề bài. Có tốc độ truyền sóng là 0.5 m/s và tần số là 40 Hz. Vị trí M1 và M2 là tương ứng hai vị trí cực đại giao thoa gần nhau nhất tính từ S1 của cô. Và cô ký hiệu X chính là khoảng cách mà chúng ta cần tìm bằng M1, M2. Ở đây các bạn thấy chúng ta sẽ có điều kiện đối với cực đại giao thoa là gì nhỉ? Hiệu khoảng cách bằng số nguyên lần bức sóng. Bởi vì hai nguồn được cho là hai nguồn đồng pha nên chúng ta có thể sử dụng luôn kết quả. Như vậy chúng ta sẽ lấy S2 M1 trừ S1 M1 bằng K lambda. Điểm M2 thì chính là S2 M2 trừ đi S1 M2 bằng K cộng 1 lambda. Như vậy chúng ta lấy 2 trừ đi từng vế của 1. Chúng ta lấy vế trừ vế, ta được. Nếu ở dưới trừ ở trên thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ thu được 2M1M2 và bằng lambda. Xin ra chúng ta có M1M2 bằng lambda trên 2. Từ đây các em có thể nhận xét đó là khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa thì chính bằng một nửa bước sóng khoảng cách gần nhất tương ứng với vị trí hai cái biên độ cực đại trong dao động điều hòa mà các em đã học. Cũng có lambda thì là được tính bằng V chia F cô thay số bằng 0.5 chia cho 40. Các bạn ấn máy tính cho cô xin kết quả cuối cùng. Cô thu được 0.0125 cm rồi cô đổi sang là 1.25. À cô xin lỗi, cái này là mét. Cô đổi sang là 1.25 cm. Từ đây cô suy ra M1, M2 sẽ bằng 0.625 cm. Các bạn sử dụng máy tính nhé. Em lưu ý cho cô cái này nè. Khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa liên tiếp sẽ chính bằng một nửa bước sóng. Như vậy bài 7 đến đây là kết thúc.